Rồi, xin các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì hôm nay trong một video hoàn toàn mới, mình sẽ quay trở lại với chuỗi series những cái clip về từ vựng TOEIC theo chủ đề đó. Bữa trước nếu bạn nào còn nhớ thì mình vừa ra một cái video chủ đề về tuyển dụng ở trong bài thi TOEIC và rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm những chủ đề tiếp theo. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ làm một video từ vựng TOEIC chủ đề về Office, văn phòng. Đây là một chủ đề cực kỳ rộng lớn và phổ biến trong đề thi, kể cả phần nghe lẫn phần đọc luôn. Rồi, ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ mình sẽ xem những cái từ vựng thuộc chủ đề này thì có những cái gì là nó đáng phải quan tâm và học các bạn nhé. Rồi, ok. Thì đầu tiên các bạn cứ suy nghĩ đơn giản này. Thì trong văn phòng á, thì mình bắt buộc phải có những cái gì? Trong văn phòng bắt buộc phải có cái gì? Cái nhiều bạn nghĩ là có bàn, có ghế đúng không? Nhưng không, quan trọng nhất để có một văn phòng kỷ luật đó chính là mình phải có những regulation. Regulation nghĩa là những cái quy định đó các bạn. Nếu mà trong văn phòng hay là công ty mà không có quy định thì làm sao mà nhân viên biết phải làm gì là đúng, làm gì là sai đúng không? Đó, bởi vậy đây là một thứ các bạn nên học. Và ở đây mình sẽ có một câu ví dụ thế này: Regulations about dress code are established. Tức là những cái quy định về dress code là về quy định ăn mặc đó các bạn, thì đã được thiết lập đó, những cái quy định này vừa được tạo ra để nhân viên ăn mặc nhìn cho nó gọn gàng, các bạn hiểu không? Đó, regulation là quy định nha. Rồi, chuyển sang một cái từ nữa. Thì trong văn phòng ngoài quy định nó còn có gì nữa các bạn? Nó có một cái thứ còn rộng hơn, nó gọi là policy. Policy là gì các bạn? Nó có nghĩa là chính sách. Policy là chính sách. Ví dụ như là our companies have good insurance policies, nghĩa là công ty của chúng tôi có những chính sách về bảo hiểm rất là tốt, kiểu như vậy. Và đây là một cái từ cực kỳ phổ biến ở trong bất cứ một đề thi TOEIC nào. Chính vì vậy nếu các bạn đi thi thì chú ý cái từ này, policy, chính sách ha. Ok, rồi. Và trong văn phòng là phải có quy định, phải có chính sách cụ thể cho nhân viên đúng không? Và những cái quy định chính sách này có thể là về cái gì các bạn? Quy định về cái gì? Chính sách về cái gì? Thì đơn giản nhất là về tác phong ăn mặc, quần áo thì sao? Thì ở đây các bạn học cho mình thêm một cái từ nữa. Từ này chắc nhiều bạn không biết. Đó là từ attire. Attire là gì? Là quần áo. Đấy. Thì ở đây có một ví dụ thế này: All employees have to wear professional attire. Tức là tất cả nhân viên đều phải ăn mặc một cách, những cái quần áo phải nói là chuyên nghiệp các bạn, không thể mặc áo thun ba lỗ mà đi học, lộn, mà đi làm được, các bạn đồng ý không? Bởi vậy phải có những cái quy định cụ thể về mặt việc ăn mặc trong công sở. Đó, đây là một từ mà người ta cũng hay ra. Rồi. Và sau khi người ta có những quy định chính sách điều lệ cụ thể về cách ăn mặc rồi thì tất cả nhân viên phải làm sao các bạn? Nó phải nhân viên phải phải có obligation. Obligation nghĩa là phải có trách nhiệm ha, phải có trách nhiệm về những thứ này. Obligation là trách nhiệm. Và mình sẽ có một ví dụ thế này: We have obligations to complete this project by Monday. Tức là chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành cái dự án này trước thứ hai. Đây là một từ rất 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 ít bạn biết luôn á, thật sự là như vậy. Nhiều bạn hay biết những cái từ như là duty hoặc là responsibility nhưng mà không biết cái từ obligation này. Bởi vậy các bạn nên học từ này cho mình. Ok, đó, phải có trách nhiệm. Nhân viên phải có trách nhiệm để lắng nghe và tuân theo những cái quy định đó. Rồi, ok. Và nhưng mà không phải ai cũng có trách nhiệm đâu các bạn, mình nói thiệt. Nhiều nhân viên không có trách nhiệm lắng nghe và tuân theo thì phải làm sao? Thì phải liên tục inspection. Inspection nghĩa là sự thanh tra hoặc là sự kiểm tra. Đề ra quy định mà không có sự thanh tra kiểm tra là nhân viên lơ là liền các bạn. Đấy. Và ở đây thì có một ví dụ đơn giản thôi. The factory inspection will take place next week. Tức là những cái cuộc thanh tra nhà máy này sẽ diễn ra vào tuần sau vậy thôi các bạn ạ. Đấy. Và những cái sự thanh tra này nhằm mục đích gì các bạn? Những cái sự thanh kiểm tra này nhằm mục đích là để nhân viên comply. Comply là tuân theo. Nói chung là thanh tra để nhân viên đảm bảo tuân theo những quy định vậy thôi. Đó. Và ở đây thì mình chỉ có một cụm từ mà các bạn nên học, đó là comply with cộng cho now. Tất nhiên rồi. Cái cụm này nghĩa là tuân theo một cái gì đó. Comply with, các bạn hiểu nó như là một phrasal verb. Và tất nhiên là đằng sau những cái phrasal verb chúng ta sẽ dùng now, hoặc là những từ như now vậy. Đấy. Đây là một từ các bạn nên biết ha. Đó.
nhân viên được kiểm tra là để tuân theo quy định vậy thôi. Nhưng mà những cái cuộc thanh tra này nó phải làm sao, không thể thanh tra bậy bạ được, thích thanh tra cái gì kiểm tra cái gì là kiểm tra cái đó đâu các bạn, mà những cuộc kiểm tra thanh tra này nó phải tuân theo một cái procedure. Procedure là thủ tục ha, những cái bước để thanh tra nó gồm những bước nào, ví dụ vậy đi thì người ta gọi là procedure. Ví dụ ở đây mình có một câu thế này: obtaining a refund is a complicated procedure, tức là xin được hoàn tiền là một thủ tục rất là phức tạp, nó kiểu như công ty nào cũng không muốn hoàn tiền nên là nó đề ra những thủ tục rất là phức tạp các bạn ạ. À, đó. Nhưng mà những thủ tục này mặc dù nó phức tạp nhưng nó nhằm mục đích gì? Nó nhằm mục đích là restrict. Các bạn học cho mình từ này, đây là một động từ, restrict là hạn chế. Đó, nó nhằm hạn chế. Ví dụ ở đây có một câu này: access to this lab is restricted to authorized technicians. Tức là việc đi vào cái phòng thí nghiệm này bị hạn chế với những người nhân viên được ủy quyền mà thôi. Tức là ngoài họ ra thì không ai được vào, nó hạn chế như đó. Bởi vậy, đây là một động từ cực kỳ phổ biến trong bài thi trước. Nếu bạn nào đi thi rồi và đã từng rớt rồi thì các bạn chắc chắn đã từng gặp cái từ restrict này cả đống lần luôn. Đó. Bởi vậy, những cái quy định này nhằm mục đích hạn chế cái gì các bạn biết không? Hạn chế nhân viên vi phạm. Violate. Violate nghĩa là vi phạm. Đây là một động từ cực kỳ phổ biến trong bài thi trước các bạn, cũng là rất phổ biến luôn. Và ở đây có một câu đơn giản thôi: violate the rule, tức là vi phạm những cái quy định. Vậy thôi, đây là một từ mà mình nghĩ chắc chắn ai đi thi đã từng nghe qua hết rồi. Nhưng mà nhiều bạn lười dịch lắm, mình biết. Nhiều khi gặp nhiều nhưng mà cũng không thèm dịch nữa, thế mới đau chứ các bạn. Đó, bởi vậy nếu bạn nào không biết, làm ơn học giùm mình từ này. Đó. Và những cái vi phạm của nhân viên, những nhân viên vi phạm thì sẽ bị gì? Sẽ bị cấm. Prohibit. Prohibit, đây là một động từ các bạn nên quan tâm. Prohibit là cấm đó, tức là những nhân viên nào bị thanh tra kiểm tra mà phát hiện những hành vi vi phạm thì thường họ sẽ bị cấm túc một cái gì đó, tức là họ bị cấm không được tham gia trò chơi, không được tham gia party với công ty nữa đó, để trừng phạt, ví dụ vậy. Prohibit. Ở đây mình có một cụm từ thế này: prohibit a from cộng cho verb in, tức là cấm cấm a. A là các bạn tự điền cho nha. A có thể là người giám đốc, người nhân viên, cấm một ai đó làm một việc gì đó. Và cái động từ theo sau from phải là dùng ở dạng verb in. Các bạn nhớ như vậy là được rồi. Ok chưa? Rồi, và đó là toàn bộ những từ vựng thuộc chủ đề office, văn phòng mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Và dĩ nhiên đó chưa phải là tất cả đâu, chắc chắn là như vậy, bởi vì cái chủ đề văn phòng này cực kỳ phổ quát, nó xuất hiện ở hầu như mọi khía cạnh trong bài thi TOEIC luôn. Chính vì vậy còn rất nhiều từ khác. Và nhưng mà hôm nay mình đã mỏi miệng rồi các bạn à. Và bữa sau mình sẽ làm một tiết, một video thuộc chủ đề này, mình hứa với các bạn điều đó. Còn bây giờ thì nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên hãy đập nát cái nút like mình giữ giùm mình là anh Lê. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha.